Ok, hai chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình là Giang Ngũ đây, và đây là video cùng chơi game Pokemon Omega Ruby. Yeah. Thì ở video này á thì mình sẽ tiến vào cái nơi gọi là hang ổ của team Magma. Trước đây mình đã từng vào đấy rồi để mà truy lùng Maxi, ok. Và bây giờ mình phải quay lại đó một lần nữa. Nếu các bạn nào còn nhớ thì cái hang đó là cái nơi đó là cái hang mà nằm ở phía trên một chút xíu của cái thành phố này, Moss Deep City nè. Ok. Ủa, hình như không phải. What the hell, nhầm hả nhỉ? Hình như mình nhầm. Thành phố này mới đúng nè. Ok, Lilycop City mới đúng nha anh em. Ok, thì cũng đã mấy ngày qua rồi mình không có làm video do mình đi du lịch. Thì có bạn hỏi là lúc nào cũng nói là streamer nghèo, youtuber nghèo mà sao du lịch hoài vậy. Thì xin thưa rằng chuyến du lịch vừa rồi của mình là do công ty mình tổ chức, công ty mình trả tiền toàn bộ chứ mình không có tiền. Ok chưa anh em? Và cũng có nhiều bạn hỏi rằng tại sao đang dịch mà lại đi du lịch. Vì công ty mình book tour trước khi dịch bệnh bùng phát trở lại. Lỡ book rồi nó không cho hủy cho nên phải đi. Và rất may mắn chuyến đi rất thành công, mình vẫn mạnh khỏe trở về làm video cho anh em. Anh em cứ yên tâm. Ok. Rồi, quay lại với cốt truyện của Game Omega Ruby. Chúng ta sẽ bắt đầu tiến vào cái hang ổ trước đây của team Magma. Đó, thì mấy thằng này nó nói là có một nhà huấn luyện chuyên sử dụng Pokemon rồng rất là mạnh mẽ vừa mới tiến vào đây. Trong này mình nghĩ chắc không có Pokemon hoang dã đâu nhỉ, cho nên khỏi rebel đi. Còn mấy ông nội này lần trước đã đấu hết rồi, bây giờ có cần đấu lại không? Oh man, đấu lại à? Ok. Oh, explosion, no. Phát nổ. Cái con Warren này được cái là máu nó khá là trâu, cho nên nó có thể chịu được những đòn tấn công sát thương cao. Đã được. Vậy là hình như cái chỗ hang ổ này nó đã được làm lại rồi hay sao ấy, nó được refresh lại rồi, cho nên là mình sẽ đi lại từng ngõ ngách luôn. Ông này ổng đấu. Ok. Lại là con Numo. Lên đường. Weezing hả? Ok, Gardevoir. Xong. Đấu lại không? Ở đây có chỗ cho mình nghỉ ngơi nè. Ok. Thank you.
thủ lĩnh của nó đã chịu thua mình rồi mà cái tội này nó vẫn không chịu giải tán. What the hell? À, khá căng đấy, ok. Blaziken luôn. Sky Uppercut, so you can. Xong. Ông này có đấu lại không? Ủa, đi đường nào mới đúng ta? Chỗ này mình chưa lấy đồ à. Dark Pool. Xem thử nha. Đây, 80 sát thương phép hệ đất. Ồ, chiêu này khá ngon, có thể làm cho đối phương bị bling. Hiện tại thì chưa có con Pokemon nào trong cái đội hình của mình đảm nhiệm hệ bóng tối cả, và cũng không có con nào sử dụng được hệ chưa có con nào có hệ đất cả. Chiêu này có thể là một sự lựa chọn. What the? Không con nào học được. Ok man. Không con nào học được. Nhiều đường thế nhỉ. Chỗ này chưa vô được nữa hả? Chắc lấy rồi. À, chỗ này mình lấy đồ rồi. Ok. Gòn bét ngon. Venusaur. Oh. Đừng trúng độc, hay lắm. Xong phim. 71. Luôn đi khỏi đổi. Xong. Gòn bét chơi luôn. Ồ, nhanh thế. Ngoan. Seacon. À, Seacon chứ nhỉ. À, cái này target with a blast of absolute zero con. Call the target fan instantly. À, chiêu này thì cũng ok đấy. Khá là mạnh. Nhưng mà cái chính xác của nó thấp quá.
mình không biết là khi mà có tuyết rơi á, mình dùng chiêu heo này có tuyết rơi thì cái chiêu Sircon này nó có chính xác 100% hay không. Nếu như nó không chính xác á thì thôi không lấy. Tuy là nó là một chiêu cực kỳ mạnh đấy, nhưng mà 30 chính xác á thì đánh khi nào mới trúng. Còn nếu như mà trong khí hậu tuyết rơi mà nó đánh trúng 100% thì mình sẽ cho con Warren học lại nó sau, học lại chiêu đó sau. Oh man. Lên đường. Tép. Ồ, con à. What? Our leader mission here, tức là cái phòng của thủ lĩnh chúng tôi không phải ở đây. Cậu chính là người thứ hai đã phạm cái sai lầm này. Ok, chính là cái nhân vật mà dùng ba con hải rồng á, mình quên mất tên rồi, đã đến đây trước và mình là người thứ hai đến đây mà tìm cái ông, tìm cái phòng leader đó, nhưng mà cái phòng đó không phải ở chỗ này. Vậy là mình nghĩ là cái phòng đó là cái chỗ lấy cái master ball á, cho nên là mình sẽ quay lại đó. Đây nè, đường này nè, đi xuống nè, cái chỗ cái phòng mà lấy quả bóng master á, chính là phòng của leader. What the? À, bên này. Yeah. Đây rồi. Ok, vậy là người chiến thắng là Xenia. Ok, Xenia, mình cứ quên tên nhân vật này suốt. Thủ lĩnh Macy. Ok, vậy là trận đấu đã chấm dứt rồi. Mà khi mà mình vừa tới thì trận đấu giữa Macy và Xenia đã chấm dứt và Macy đã thua. Ok. Lạng cấp đồ. Ok, lấy được Keystone từ Macy. Ghê nhỉ, lại chạm một phát là lấy được đồ. Vãi, đạo chích. Siêu đạo chích. Kaito Kid phải gọi bằng cụ. Ok. Rồi, bây giờ nơi tiếp theo mình đến sẽ là Sky Villa, cái nơi mà để bắt Rayquaza đấy. Ok, nhận được Kamerup Thai, tức là cái đá mega của con Kamerup, con bò lửa ấy. Nếu mà các bạn nào mà chơi Alpha Sapphire thì sẽ nhận được đá mega của con cá mập. Còn các bạn nào chơi Omega Ruby thì sẽ nhận được đá mega của con bò lửa. Ok. Steven gọi. Ok rồi, nhiệm vụ tiếp theo của mình sẽ là đến cái Sky Pula, tức là cái tháp mà để bắt con Rayquaza ấy. Ok, chạy về cũng hơi phê. À, quên đường này.
Ra luôn. À khoan, mình ghé qua mình mua đồ cái đó. Siêu thị đâu nhỉ? Tèo tèo, tèo tèo, tèo tèo. Mà máu chứ đi. Ủa siêu thị đâu? What the hell? Ồ, đây chỉ có cái siêu thị to thôi à. Ok. À, no 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 no. Full heal 20 hả? Ok, Max Rebel, mua thêm. Ở đây có bán bóng không nhờ? Deadball ở đây. Ok, mình lên thử xem có bán Pokeball mà các loại khác không. Oh man. Tèo 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 tèo. Tầng 3 đúng không? Sẵn tiện mình khám phá cái siêu thị này luôn. Đó, những chiêu mà cực mạnh nè. Fire Blast, Blizzard rồi. Không có bán bóng hả ta? What the hell? Oh man, ở đây chắc bán mấy cái làm đẹp rồi. Ok. Rồi thôi mình đi đến cái đó luôn, cái chỗ Sky Villa luôn. Ở đâu quá nhỉ? Ở đây cái bảng này thì mình có thể bay được đến bất kỳ chỗ nào luôn, mấy chỗ trên đường luôn chứ không cần phải bay đến thành phố như là các bản trước nữa. Khá là ngon. Đấy. Rebel luôn. Đâu rồi Max Rebel? Ok. Thì bản này thì cái chỗ kiếm cái Sky Villa này nó dễ hơn những bản trước. Ở đây đúng không ta? Ủa, đây đúng rồi mà. À. Oh man.
quên mất nó ở đâu rồi. Không phải ở đây sao nhỉ? Oh man, ông này chưa đánh. Đúng nơi rồi, sao mà không cho vô nhỉ? À, mình phải quay về mình gặp Steven trước. Oh man. Phải quay về Mod Deep City gặp Steven trước nha anh em. Ui trời. Đây. Ok, mình sẽ kể lại mọi chuyện cho Steven hiểu. Và kể lại cái vụ mà cái cô bé Zinnia đấy. Yes. What? Rồi, bây giờ mình mới có thể đến được cái Sky Villa đây. Bay xuống đây. Rebel lại. Ok, bơi lại chỗ hồi nãy. What the hell. Đã rồi. Ủa, sao vẫn không được? Hay là phải lại đây đói với lại Wallay trước nhờ. Ờ, không có đây. The hell. Ủa vậy sao lại đấy rồi không vào được. What? Thank you.
làm thiếu bước nào nhỉ? Cây of Origin. Ok, cây of Origin. Ok, mình thiếu một bước. À, rồi là phải vô cái hang. Tốn thời gian quá. Đây rồi. Rồi bây giờ mình mới có thể đến được cái Sky Villa đây. À, thiếu một bước. Đây rồi, có lẽ là một trận đấu đấy, cho nên là mình sẽ cho mặt Netflix lên. Ok. Biết lắm mà. Hên quá, mình chuẩn bị sẵn rồi. Ok, trận tái đấu giữa Ryan và Wallach. Discharge. Oh, quên Mega rồi. Ah, man. Biết về Mega luôn đi cho nhanh. Tap. Whiskap. Oh, man. Con này là miễn nhiễm hệ điện rồi. À, không có hệ cỏ ở đây. Ok. Rockstone ghê thiệt. Đang tặc ru hả? Chơi luôn. Quá nhanh thế. Ui. Milotic. Magnetic Mega. Ok.
Ồ, 6 con lận à. Một hit lên đường. Trời ra đó, trời con này còn dễ nữa. Xong. À, ok. Fake cao. Bling rồi. Ui, mạnh thế nhỉ. Xong. Rồi, mình đã có thể vào được cái Sky Villa rồi. Và có thể là ở video sau thì Rayquaza sẽ thức tỉnh. À, và video này của mình cũng sẽ ngừng lại đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy để lại cho mình một like. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè. Và nếu đây là lần đầu bạn đến với Giang Úi Gaming thì bạn đừng quên nhấn nút đăng ký phía bên dưới để cùng đồng hành với mình trong các video sau nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Yeah.